Hello các bạn ơi, mình bữa nay đi lên núi Chanh nè. Mình đi lên núi Chanh đánh cờ tướng với In. Các bạn cùng đi núi Chanh với mình nghe. Hai bên là Chanh không đó, một buổi hoàng hôn thật đẹp. Đẹp lắm, mình bắt đầu đi đây nè, lên núi nè. Đường lên núi quá đẹp luôn. Trời sắp sửa hoàng hôn nè, đẹp lắm. Đó, các bạn cùng đi với mình nha. Đây, đánh cờ tướng tại núi Chanh. Đây là cái bàn cờ tướng nè. Đó, đánh tại núi. Cái này cái nhà trên núi, cái nhà trên đỉnh đồi. Tài tử đánh cờ đây, tài tử đánh cờ đây bà con ơi, tài tử đó. Với In, bữa nay đánh cờ tướng trên núi nè. Thường thường cái lượt cờ tướng á, thì già đi nước đỏ, nhỏ nước xanh. Rồi, bắt đầu sắp in, bên qua đây sắp nè. Già nước đỏ, nhỏ nước xanh. Quá. Từ từ đó, báo đây. Ừ, con này sẽ hẹp như thế chỗ. Rồi đủ rồi đó. Bây giờ đó hả, là bà bắt đầu mình với In bên này đánh cờ tướng. Cờ tướng là đánh có hai giải thưởng, nhưng mà khi thắng thua rồi giải thưởng mới tuyên bố sao. Bây giờ bắt đầu già nước đỏ nhỏ nước xanh, bắt đầu 1 2 3 đánh cờ. Bây giờ khoan, xin xùm bao coi ai đi nhất đi nhì, chứ nhường cái là thấy thua liền. 1 2 3 Ôi trời ơi, nhìn hên quá, đi trước rồi, thắng đi trước rồi. Vô pháo đầu. Ở đây luôn. Để qua đó luôn. Ép luôn. Ra xe, re xa là ra xe. Ôi trời ơi, dứt con chốt rồi, nhìn dứt con chốt. Chốt này phải lên thôi, để pháo dớt một cái nữa. Chốt con chức. Trời trời trời, chết rồi. Hai con rồi, chết rồi, im thế mạnh quá rồi. Chết ba rồi. Chết rồi, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Tấn công lên đây. Bên đây luôn. Rồi làm gì nhau? Pháo nó làm gì nhau? Xe lên luôn nè, làm gì? Chống tự luôn. Thank you.
Vô xe nè, tạo phản được không? Tạo phản được không? Dám không? Chết rồi, nó mơ pháo dập mình. Mơ pháo dập chết. Từ qua đây bị cản chân. Ngựa mình cũng cản chân luôn. Xe chết bà, xe mời mất xe là chết. Xe là chết đi. Xe vô đây chơi. Rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Con này vô đây rồi. Con này vô đây rồi. Dứt ông nội này nè. Dứt con này, dứt chốt. Vô chức. Ôi trời ơi. Dứt chốt bữa nay nữa cái coi. Chết mẹ rồi. Mất xe rồi. Chết rồi. Mất xe rồi. Xe bị dớt rồi. Chết ba rồi. Ba con ngựa đây nằm đây. Đây, dịch trống mặt tướng rồi. Sao hết. Vô đây có gì mình không được. Ngựa nó đập về tính vô pháo trùng mà không được. Không được. Ra con này. Cái gì nữa vậy? Chết rồi, ăn quá trời rồi. Chết bà rồi. Sơ sẩy nó ăn quá trời rồi. Bây giờ phải qua đây thôi. Chưa? Dứt con pháo chứa ra đi cũng sao. Dứt pháo cũng sao. Chưa tướng nè. Đây, lên đây. Oh, no.
vô đây thôi. Dưới tướng nè. Con pháo này chạy đâu cho biết. Pháo có đường chạy, bị ngựa đứng đó. Ôi giời ơi, thì vô đây. Xe dựng pháo. Xe dựng pháo cha chả. Buông con này đi chơi chỗ khác. Đi chỗ đây đi. Bọn người kẹp cứng ở dưới đó. Trời. Người kẹp ra không được. Dữ dội nghe, tấn công mãnh liệt rồi.
sao, chẳng sợ gì, có xe dữ rồi. Ừ, như là không có được. Đúng rồi, mặt tướng quên. Hay quá. Vậy là người không bung được rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Bây giờ mình quất con xe đó đi. Quất con xe thì con ngựa chạy ra, tướng bị chiếu thì mình lên sĩ thôi. Giúp con xe chiếu cho chắc ăn. Rồi. Đó, chống mặt tướng thì lên sĩ thôi. Lên sĩ thôi chứ có gì đâu. Rồi, lên sĩ thôi. Ôi trời ơi, chết rồi con ngựa đó. Vớt con xe của mình rồi, chết rồi. Chết rồi, trời, ý là trời. Ý là trời, chết rồi, giờ con pháo không là làm ăn gì được đây. Mình kia mất con xe, con pháo, mình mất hai con xe. Chết rồi, con xe mới mạnh. Con xe với con pháo thì đứng hàng nhìn nhất, bị mất hai chiếc rồi, ông mẹ ơi. Bên kia mất một chiếc, mình mất hai chiếc rồi. Cờ này là bị ăn rồi, bị thua ăn một nhìn lộn cái mẹ rồi. Trời, ý là ông trời. Ôi trời ơi, bây giờ mình cũng còn đây, giúp ngựa này coi. Cũng còn đi chứ, đâu có buông đâu. Trời. Dứt con ngựa đi. Ngựa này sao đứng ba láp vậy ta? Ngựa này sao mà ba láp dữ vậy nè trời. Đi lên đây nè. Đó. Làm gì nhau? Ôi trời ơi, chết rồi. Tự nhiên đi. Trời ơi, ý là trời, tự nhiên đi ra chó đớp vậy mấy cha. Mèn ơi, sao mình ngu dữ vậy kìa. Sao mình ngu dữ vậy ta. Ôi giời ơi, sao mình ngu quá vậy nè. Chưa chiếu đâu lo. Đánh vô đây một cái thì dễ ợt. Quất cái con ngựa này đi. Rồi biết thần. Cái gì vậy? Con chốt rồi đó. Sẵn chứ à? Tại sao chốt ở đó nào? Chết rồi. Tại sao chốt ở đó? Tại sao vậy? Trời, lên đó nó ăn nữa. Bà nội cha nó ra. Bà nội cha thiệt rồi. Gì hết trơn là sao chơi bà cha. Bất cập xe, bất cập pháo, bất cập ngựa, hết trơn đồ chơi rồi. Vậy thua thôi. Đây thua thôi. Thua đây quốc này rồi xong. Không chơi bà nữa không? Rồi giải nhất cờ tướng sẽ về tay Yên là được cái hộp vịt muối. Giải nhì Tư Nổ được một cái hộp vịt lộn. Ok, vậy đi dọn ra ăn đi. Dọn vịt lộn ra ăn, bữa nào chơi nữa. Cái này là cố ý thua để ăn hộp vịt lộn. Mà đầu. Bạn ơi, mình bữa nay đánh cờ tướng với Yên, mình bị thua, mình bị phạt ăn hộp vịt lộn nè. Giờ mình bắt đầu ăn hộp vịt lộn đây nha. Bị phạt ăn hộp vịt lộn. Ôi giời ơi. Bây giờ phải ăn hộp vịt lộn. Ôi giời ơi. Đó. Bị thua mình được ăn hộp vịt lộn, bởi vì mình phá chơi thua là mình để mình được ăn. Nó chơi ăn, nó được ăn cháo.
Thế hộp vịt lộn. Quên quên rau răm chứ. Trời, vịt lộn mà không có rau răm thì nó không giống mẹ chứ. Đó, có rau răm.